Bản quyền phim Full Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Truyền thông Hòa Thủ. Tập 89. Đại nhân, tôi đã tìm ở đây nhiều lần lắm rồi mà chẳng phát hiện được manh mối nào hết. Thiệt là cha của chú. Cha của Sao Chinh có biết được bí mật quan hệ ruột thịt này không vậy? Có lẽ biết cho nên mới cố tình che giấu thân phận của cô bé. Giá mà lúc đó ta đến sớm một bước thì được rồi. Có phải mẹ của Sao Chinh qua đời vào lúc đó hay không? Không sai. Ôi trời. Gì vậy? Gì vậy? Sao ta có thể hồ đồ như vậy được chứ? Khoan đã, ngài đang nói gì vậy? Ta phải lập tức đi gặp hoàng thượng. Ê, nè. Chỉ kẻ nào cản trở bắt hết lại cho ta. Tất cả dừng tay. Ta biết các ngươi có lòng tốt nhưng mà đừng hành động hồ đồ, kẻ bị vạ lây đó. Đại huynh, đại huynh, không được đâu hả? Nhưng mà cũng đâu thể để tỷ ấy đi như vậy được. Cha cũng không còn cách nào. Con là con gái của cha, còn cô ấy thì không phải. Không được đâu con à. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Hả? Giang Sung đâu rồi? Cô ấy đang ở đâu hả? Xin ngài hãy giết tôi đi. Ta hỏi là cô ấy đang ở đâu? Tôi đã làm một việc không thể tha thứ. Rốt cuộc là có chuyện gì hả? Bởi vì triều đình tới đây để bắt đi Trinh Nữ, cho nên cô ấy đã tự nguyện thay con gái của tôi vào cung rồi. Xin đại nhân hãy giết tôi đi. Đó không phải là lỗi của người. Các người lui hết ra đi. Áo đầy
tuyệt đối không thể rơi vào tay của ác quỷ được. Người đang ở đâu vậy? Kịp xong chưa? Tiệc sắp bắt đầu rồi, ta chỉ cần chờ khách tới nữa thôi. Chưa, chưa. Không được, Giang Xuân, cô tuyệt đối không được làm gì. Hồ Chính à. Đại nhân, ngài đã khỏe lại rồi hả? Sô Hàng nói với tôi tạm thời đại nhân cần lánh đi một thời gian. Hiện giờ thì Giang Xuân đã bị bắt vào cung rồi. Hả? Cô ấy bị bắt đi rồi hả? Đúng hơn là cô ấy tự nguyện đi. Cô ấy đã biết mình là mật cách diệt quỷ. Ôi trời, đại nhân à, chuyện này tất cả đều nhầm lẫn hết rồi. Người đang nói gì vậy? Ngài Bét đã nói với tôi, cha mẹ ruột của Giang Xuân đều bị quỷ hút máu chết. Vậy có nghĩa là con quỷ đó đã uống máu của mẹ cô ấy. Và hắn vẫn còn sống. Ta đã hiểu rồi. Vậy chúng ta cần phải ngăn cản cô ấy lại. Bên này. Con của quỷ và người sao lại có thể là cô chứ? Tại sao lại như vậy hả? Tôi không ghen tị với số mệnh gian nan của cô đâu, nhưng mà cũng không còn cách nào khác. Bởi vì cô có dòng máu quá đặc biệt đi. Giống như tôi cũng không được lựa chọn việc được sinh ra trên cõi đời này. Nhưng mà tự tôi đã chọn cho mình được chết theo cách này. Đại nhân, tiểu nữ xin ngài hãy bảo trọng. Đại nhân. Đại nhân. Đại nhân. Đại nhân, đại nhân, đại nhân, ngài đã khỏe lại rồi hả? Sô Hàng nói với tôi tạm thời đại nhân cần lánh đi một thời gian. Giang Sung đã bị bắt vào trong cung rồi. Hả? Cô ấy bị bắt đi rồi hả? Đúng hơn là cô ấy tự nguyện đi. Cô ấy đã biết mình là mật cách diệt quỷ rồi. Ôi trời, đại nhân à, chuyện này tất cả đều nhầm lẫn hết rồi. Người đang nói gì vậy? Ngài Bét đã nói với tôi, cha mẹ ruột của Giang Sung đều bị quỷ hút máu chết. Vậy có nghĩa là con quỷ đó đã uống máu của mẹ cô ấy. Và hắn vẫn còn sống.
Ta đã hiểu rồi. Chúng ta cần phải ngăn cô ấy lại.